Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ xin chia sẻ đến các quý vị và các bạn một trong những món vật phẩm phong thủy hàng đầu trong cái việc tịch tà hóa giải sát khí và đặc biệt là hóa giải ngoại sát khí tác động đến ngôi nhà của chúng ta. Như chúng ta biết được rằng là trong quá trình mà chúng ta kiến tạo lên không gian sống và môi trường sống thì rất khó để có thể vẹn toàn được tất cả mọi yếu tố liên quan đến yếu tố phong thủy cả trong lẫn ngoài. Và đặc biệt là một số những cái trường hợp những ngôi nhà mà đã xây rồi mà lại không có sự tư vấn về phong thủy thì rất dễ dàng gặp phải những trường hợp sát khí từ phía bên ngoài. Và trong trường hợp sát khí từ phía bên ngoài đó, bây giờ làm thế nào để mà hóa giải? Xoay nhà thì cũng không thể xoay được, mà cũng không thể nào mà bỏ đi cái yếu tố sát khí phía bên ngoài đó. Vậy thì chỉ có cách là chúng ta khắc phục từ phía bên trong chúng ta mà thôi. Dĩ nhiên rằng là cũng sẽ được phần nào nhưng còn hơn là không có, đúng không ạ? Và đây chính là vật phẩm mà Đức Trung vừa có nhắc đến, đó chính là gương thập nhị địa chi. Và chút nữa Đức Trung sẽ cùng chia sẻ sâu hơn đến các quý vị và các bạn những trường hợp sát khí nào mà chúng ta có thể sử dụng vật phẩm này. Như ngay từ tên gọi của vật phẩm đó là gương thập nhị địa chi thì chúng ta biết rằng là thập nhị địa chi là 12 con giáp, đúng không ạ? Thập nhị là 12, địa chi ở đây là các con giáp, thập nhị địa chi chính là 12 con giáp. Và đây chính là gương hay còn gọi là gương 12 con giáp vậy. Cách mà chúng ta sử dụng như thế nào thì Đức Trung và Phong Thủy Thái Nguyên sẽ cùng mở chiếc hộp này ra để chúng ta có thể là nhìn thật kỹ nhé. Và đây cũng chính là vật phẩm mà thầy Tam Nguyên có thiết kế lại bao bì cũng như đóng gói rất là kỹ càng để cái quá trình mà chúng ta sử dụng vật phẩm trở nên yên tâm hơn và tránh cái trường hợp là các đơn vị xấu họ đạo hoặc là nhái lại các vật phẩm của Phong Thủy Tam Nguyên, thì đấy là điều rất là không nên, và tránh cái trường hợp các gia chủ lại mua phải những vật phẩm không chất lượng. Thì chúng ta nhớ là hãy sử dụng đúng những vật phẩm mà được in ấn bao bì như thế này và có yếu tố về thương hiệu của Phong Thủy Tam Nguyên rất là kỹ càng ở đây nha. Logo cũng như là tên thương hiệu cũng như là tên địa chỉ website hay là số hotline đều được in rất là kỹ lưỡng trên bao bì. Chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để cùng đánh giá phía bên trong. Và đây là vật phẩm của chúng ta này, được gói trong túi ni lông rất là kỹ càng để tránh cái trường hợp ẩm mốc hoặc là quá trình mà bị xây sát trong quá trình mà chúng ta vận chuyển hay chúng ta sử dụng. Và đây là vật phẩm của chúng ta, đó là chiếc gương thập nhị địa chi. Chúng ta biết rằng là chiếc gương thập nhị địa chi này không phải chỉ đơn giản là một chiếc gương làm từ chất liệu thông thường, mà đây là chiếc gương làm từ chất liệu gỗ đào. Chúng ta biết một điều đó là với việc chúng ta ứng dụng phong thủy thì việc lựa chọn nguyên liệu để mà chế tác làm vật phẩm là một trong những cái điều lưu tâm đầu tiên. Thì chất liệu gỗ đào là một trong những chất liệu hàng đầu mà các phong thủy sư hay là các pháp sư vẫn sử dụng trong việc chế tác lên các cái vật phẩm phong thủy. Với chất liệu gỗ đào chúng ta biết là có thể chế tác lên các loại như là kiếm gỗ đào, hồ lô gỗ đào, rồi là cả gương gỗ đào nữa, để mang cái công hiệu là tịch tà, hóa giải sát khí rất là cao. Thì đây là chiếc gương làm từ chất liệu gỗ đào và tên gọi là gương thập nhị địa chi. Bởi phía trước mặt gương ở đây, ngoài một chiếc gương phản chiếu thì được khắc hình thập nhị địa chi xung quanh. Chiếc gương này đó là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Và chiếc gương này được khai quang điểm nhãn bằng mực đỏ chú sa rất là công phu tại các cái phần thiên nhãn của linh vật để mà tăng cái công hiệu liên quan đến tịch tà hóa giải cũng như là cái công hiệu linh ứng của vật phẩm. Phía đằng sau được khắc cái đồ hình âm dương cũng như là quẻ tiên thiên bát quái để mang cái năng lượng của vũ trụ, đúng không ạ? Cũng như là đồ hình của cửu tinh đồ bao gồm các ngôi sao nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch và cửu tử, đúng không ạ? Rồi là các cái hệ thống sao của nhị thập bát tú tinh quân thì cũng được in rất là kỹ lưỡng ở phía mặt sau của chiếc gương thập nhị địa chi này. Ngoài ra, để mà tăng thêm yếu tố về tăng cường may mắn cát lợi cũng như là hóa sát tịch tà thì chiếc gương này được gắn các cái chi tiết. Thứ nhất là chiếc móc treo được thiết kế bởi một chiếc kết gọi là nhí cắt tầng kết. Nhí cắt tầng kết được kết bằng một sợi dây và sau đó được kết lại thành cái kết rất đẹp như thế này. Và được không có bất cứ một cái nút cắt nào để thể hiện một cái sự hanh thông nhất định. Và phía bên dưới lại được gắn một cái chuỗi vô tận kết bồ. Thì đây là cái chuỗi để mà thể hiện cái một cái sự hanh thông may mắn tuyệt đối, cũng như rằng là hai cái hạt gỗ dâu tằn và được phủ bằng mực đỏ chu sa để tăng thêm công hiệu kỵ tà rất là cao đối với vật phẩm là gương bát quái gỗ đào này. Thì đối với trường hợp mà chúng ta làm thế nào chúng ta lại sử dụng cái gương bát quái gỗ đào này, thì đặc biệt trong cái trường hợp như Đức Trung nói là chúng ta cần phải hóa giải yếu tố ngoại sát khí tác động đến những ngôi nhà chúng ta. Những ngoại sát khí này ví dụ như là phía ngôi nhà chúng ta lại đối diện với là những nơi ví dụ như là nơi ô uế bãi rác, hoặc là những nơi mà gần nghĩa trang mà mang lại cái nhiều cái âm khí tà khí, hay là các cái trường hợp như là các cái hình thế sắc nhọn mà chiếu đến thẳng ngôi nhà chúng ta như là hàng rào hàng xóm, hoặc là các cái hình tượng như là góc nhọn của tường hàng xóm hoặc góc nhọn của các công trình mà đối diện với cửa nhà chúng ta, thì chúng ta đều cần phải hóa giải. Đặc biệt
là các cái ngôi nhà mà có hướng gọi là hướng thái tuế vào mỗi một năm. Đây là một trong những cái ý nghĩa rất lớn của vật phẩm là gương thập nhị địa chi này để hóa giải những ngôi nhà bị hướng thái tuế. Thế nào là hướng thái tuế? Hướng thái tuế là chúng ta hiểu rằng là mỗi một năm thì cái sự di chuyển của thái tuế tinh quân, hay còn gọi là sao mộc tinh. Mỗi một năm thì sao mộc tinh xoay quanh cái hệ trục của nó, cũng như là xoay quanh mặt trời. Thì quỹ đạo quay của nó là gần 12 năm. Như vậy là tương ứng mỗi một năm thì vị trí của sao mộc sẽ đáo đến các vị trí mà tương ứng với lại là 12 con giáp trong cái đồ hình thập nhị địa chi. Tức là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tết Hợi. Thì mỗi một năm thì sao thái tuế, sao mộc tinh sẽ đến cái quỹ đạo quay mà có cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đối với những hướng nhà mà có chính hướng là hướng thái tuế như vậy. Tôi lấy ví dụ như là năm 2020 canh Tý thì phương Tý chính là phương chính bắc ở trong đồ hình 24 sơn hướng. Vậy thì những ngôi nhà mà hướng chính bắc trong năm 2020 thì gọi là hướng phạm thái tuế. Do vậy rằng là những năm 2020 thì những ngôi nhà nào hướng chính bắc, tức là 0 độ cộng trừ 75 độ sang hai bên, thì chúng ta đều cần phải sử dụng chiếc gương thập nhị địa chi này để treo vào. Tương tự như vậy, năm 2021 là năm Tân Sửu, đúng không ạ? Thì thái tuế sẽ đến phương Sửu, tức là phương đông bắc ở trong ngôi nhà chúng ta, tức là 30 độ và cộng trừ thêm 75 độ sang hai bên. Và tương tự như vậy, năm 2022 là năm Nhâm Dần thì thái tuế sẽ tiếp tục di chuyển đến phương Dần, vẫn là phương đông bắc nhưng độ số sẽ khác, và chúng ta cũng cần phải sử dụng chiếc gương thập nhị địa chi này để mà hóa giải cái trường hợp phạm phải sát khí như vậy. Do đó một điều đó là chúng ta sẽ sử dụng cái gương thập nhị địa chi này theo cái sự tư vấn từ phía chuyên gia thì sẽ chính xác hơn, và đặc biệt nó sẽ mang những công hiệu liên quan đến tịch tà, hóa sát và hóa giải ngoại sát khí rất là tốt, rất là công hiệu. Và đặc biệt là tại Phong Thủy Thái Nguyên thì vật phẩm được bao sái tẩy uế khai quang điểm nhãn để vật phẩm phát huy một cách công hiệu một cách cao nhất, và đặc biệt là ứng dụng một cái phương pháp xem ngày chính tông của Phong Thủy Thái Nguyên để lựa chọn cái ngày giờ cát lợi để chúng ta thực hiện việc an vị vật phẩm đúng và phát huy tốt cái công hiệu mang lại cái hóa giải sát khí cao nhất cho ngôi nhà. Và để tư vấn kỹ hơn thì quý vị nên nhấc máy điện thoại và gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn một cách kỹ càng, hoặc chúng ta có thể là tìm hiểu thêm thông tin vật phẩm ở trên website là phongthuytamnguyen.com, hoặc là đến trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Thái Nguyên tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh để được đội ngũ trợ lý tư vấn một cách kỹ càng nhất để trải nghiệm vật phẩm cũng như là thỉnh vật phẩm về, cũng như là được hướng dẫn chi tiết cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng vật phẩm như thế nào để phát huy công hiệu cao nhất. Đức Trung xin cảm ơn cũng như sẽ hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo, chia sẻ đến các quý vị những món vật phẩm phong thủy hàng đầu ứng dụng trong phong thủy cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.